Sự nghiệp của Cúc Tịnh Y tiêu tan vì scandal của bạn diễn. Đang làm mưa làm gió với Hoa Nhung, Cúc Tịnh Y bất ngờ vướng vận đen. Cúc Tịnh Y là diễn viên sở hữu lưu lượng cao của showbiz, tham gia nghệ thuật từ thuở đôi mươi đến nay. Cô gây dấu ấn trong loạt dự án truyền hình như Như Ý Phương Phi, Vân Tịch Truyện, Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ. Hiện tại Hoa Nhung do cô đóng chính đang nhận được sự quan tâm theo dõi của đông đảo khán giả yêu phim châu Á. Mà đây Cnet thể hiện sự lo lắng cho số phận của Cúc Tịnh Y khi cô ngồi không cũng trúng đạn vì scandal của bạn diễn. Theo đó, mấy ngày nay truyền thông châu Á xôn xao trước thông tin diễn viên Viêm Á Luân vướng scandal nghiêm trọng, ngủ với trẻ vị thành niên. Chính vì thế khán giả cho rằng anh sắp phải trả giá cho việc làm của mình. Được biết Viêm Á Luân có một dự án phim ảnh chưa lên sóng, đó là Xin Hãy Ban Cho Tôi Một Đôi Cánh. Vì nùm xùm chấn động mới đây, khán giả trên các diễn đàn đặt câu hỏi lớn rằng bộ phim mới của Viêm Á Luân có được chiếu hay không. Giữa lúc vụ việc của Viêm Á Luân chưa hết nóng, cộng đồng mạng lại rèo tên Cúc Tịnh Y và cho rằng cô chính là nạn nhân của lùm xùm này. Bởi bên cạnh Viêm Á Luân, Xin Hãy Ban Cho Tôi Một Đôi Cánh còn có sự xuất hiện của Cúc Tịnh Y. Nếu như phim bị đắp chiếu Mỹ Nhân 4.000 Năm Có Một, xem như ngồi không cũng trúng đạn. Tại phần bình luận, khán giả thể hiện sự lo lắng cho số phận của Cúc Tịnh Y và dự án mới, đồng thời gửi đến cô nhiều lời chúc tốt đẹp. Theo thống kê của một blogger sở chung, Cúc Tịnh Y đã nhiều lần vướng vận đen trong trường hợp tương tự. Cụ thể, các tựa phim cũ của cô như Vân Tịch Truyện, Như Ý Phương Phi hay Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ cũng bị gỡ vì nhiều nguyên nhân khác nhau.